Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu Tổng bí thư Tô Lâm có nhận ra thời cơ và có mong muốn đổi mới? Ngày 5 tháng 9, diễn đàn Vy Quay Tiếng Việt có bài bình luận của tác giả Đinh Hoàng Thắng với tựa đề Nguyễn Đình Binh vẫn nước đã đến chưa? Tác giả cho hay, cụ Nguyễn Đình Binh với bề dày về ngoại giao khi viết lá thư nhỏ chứa đựng những kiến nghị liên quan đến thay đổi thể chế đã nung nấu, nghiền ngẫm. Kiểm nghiệm, chắc lọc, từ lúc ông bắt đầu đi theo con đường Cộng sản trong hàng ngũ đội thiếu niên kháng chiến và từ thực tiễn hơn nửa thế kỷ được giáo dục, rèn luyện và chiến đấu trong đợt ngũ của đảng. Và đây là hình bài trên diễn đàn VOA. Tác giả cho biết, thật ra, từ năm 2015, từng có 127 nhân sĩ trí thức gửi thư ngõ ủng hộ quá trình chuyển đổi dân chủ. Thư được đề chuyển các nhà lãnh đạo, các đại biểu dự đại hội 12 và toàn thể đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Lần này đúng dịp Quốc khánh ngày 2 tháng 9, cụ Bình đã liệt kê ra ít nhất 4 văn bản mà cụ đã gửi lên Đảng với cùng một chủ đề, góp ý với Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới chính trị. Ấy vậy mà tất cả đều như nước đổ đầu vịt, hình như không hề có bất cứ một sự phản hồi chính thức nào, ít nhất là từ các ủy viên có trách nhiệm trong bộ chính trị. Tác giả nhận xét, nội dung các kiến nghị của cụ Bình được đưa ra vào nhiều thời điểm khác nhau, nhưng đều nhấn mạnh Đảng phải thực hiện đổi mới chính trị thật sự, toàn diện và triệt để và đề xuất những sáng kiến nhằm bảo vệ Đảng trước các nguy cơ thách thức sống còn và khẳng định rằng chỉ có Đảng mới tự cứu được chính mình. Đáng tiếc, hơn 4 năm trước, 10 nội dung chi tiết của đề xuất với Đảng nhân Đại hội 13 không hề được cứu xét. Còn lần này, Facebook đã gỡ bài viết xuống với lý do các bài viết ấy cố tìm cách thu thập thông tin nhạy cảm của người khác. Và đây là hình cựu thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Đình Bình. Tác giả cũng cho hay, tất nhiên, cựu binh đã phản đối quyết liệt và đòi Facebook phải phải khôi phục lại các bài viết của mình. Rõ ràng sự tiến hóa của trái tim Nguyễn Đình Bình đã vượt xa tư duy và bản lĩnh của lãnh đạo Đảng. Tác giả đặt vấn đề, động lực nào khiến cựu Nguyễn Đình Bình với trái tim trong trắng bao lần bị tổn thương, với tư duy logic bao lần bị phớt lờ mà vẫn không nao núng? vẫn kêu gọi đảng thay đổi về nhận thức, tư tưởng đối với các giá trị dân chủ, nhân quyền và tự do. Tác giả dẫn trao đổi của một số anh em từ viện khoa học, câu trả lời là dù không chuyên về về AI nhưng với tư duy logic, cụ bin nhận biết rằng một khi đạo hàm đổi dấu thì trend mới sẽ xuất hiện. Vì vậy cụ quả quyết giờ là lúc mọi điều kiện chủ quan và khách quan, đối nội và đối ngoại đã quá chín mùi để Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng trọng đại và cấp bách về tư tưởng. Thời cơ lịch sử, vận nước cũng như vận đảng đang đến, phải quyết tâm nắm lấy, không được bỏ lỡ. Và đây là hình tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả nhận định Tô Đại tướng từ cương vị một bộ trưởng công an đã nhanh chóng đạt đến ngôi cửu trường. Bước ngoặt này chắc chắn gây bất ngờ đối với rất nhiều đồng chí trong đảng. So với tiền nhân, thời gian nằm gai nếm mật của Tô Đại Tướng chưa hẳn đủ dày. Nhưng ai dám nói Tô Lâm không có công lớn trong sự nghiệp gian dở của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả đặt câu hỏi liệu Tô Đại Tướng đã tích lũy đủ trí tuệ cho giai đoạn trị quốc bình thiên hạ hay chưa? Tác giả dẫn bình luận của nhà giáo Thái Hảo rằng làm một cuộc cách mạng thì dễ, thay đổi não trạng một dân tộc mới là khó. Khi dân trí và văn hóa chính trị của giới chấp bu chưa chuyển thì vận nước cũng khó đến trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, nếu có thêm được các yếu tố may mắn như thiên thời địa lợi, Đại tướng Tô Lâm có thể tận dụng thời cơ vàng hay như người Pháp thường nói, đón bóng đúng tầm sẽ ghi bàn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu Tổng bí thư Tô Lâm có nhận ra thời cơ và có mong muốn đổi mới? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cửa sổ cơ hội cho dân chủ hóa vẫn còn nếu lãnh đạo Việt Nam thật sự muốn phát triển đất nước. Ngày 4 tháng 9, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận nếu Việt Nam thật sự muốn phát triển của tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng tác giả nhắc đến đề xuất từ bỏ ngoại giao cây tre của nhà nghiên cứu lịch sử Đinh Kim Phúc trong phóng sự Đại hội 14, khởi điểm lịch sử mới sau 40 năm đổi mới của AFA. Và đây là hình bài trên AFA. Theo đó, ông Phúc khẳng định đây là hình thức ngoại giao cổ điển của Thái Lan, trước sức ép của hai siêu cường là đế quốc Anh và thực dân Pháp vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, nên Thái Lan đã buộc phải uống theo chiều gió. Tác giả cho biết, cùng lúc với tuyên bố của ông Phúc, là bức thư ngõ của cụ Nguyễn Đình Binh, 80 tuổi đời, 62 tuổi đảng, ủy viên Trung ương đảng khóa 8, nguyên thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao. Ông Binh khẳng định tình hình đảng và đất nước đã và đang tiếp tục diễn biến ngày càng tồi tệ, tới mức thực sự nghiêm trọng, chưa từng xảy ra bao giờ. Theo tác giả, ông Binh đã đưa ra lời kêu gọi nhân ngày Quốc Khánh ngày 2 tháng 9 rằng mọi điều kiện chủ quan và khách quan, đối nội và đối ngoại đã quá chín mùi, để Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định thực hiện cuộc cách mạng trọng đại và cấp bách về tư tưởng. Thời cơ lịch sử, vận nước cũng như vận Đảng đang đến, phải quyết nắm lấy không được bỏ lỡ. Tác giả nhận thấy trong các buổi lễ long trọng gần đây, đại tướng Tô Lâm không còn nhắc đến ngoại giao cây tre. Tác giả đặt vấn đề, chẳng lẽ chúng ta tiếp tục an phận đi con đường ngược lại dòng chủ lưu của lịch sử, một con đường rõ ràng đã đẩy đất nước và Đảng lãnh đạo vào tình thế nguy hiểm đáng báo động như hiện nay hay sao? Và đây là hình tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả nhận định, mô thức dân chủ hóa rất phổ biến trên thế giới là dân chủ hóa từ thế yếu, tức là chế độ độc tài yếu đi do mất lòng tin, kinh tế sa sút, tham nhũng tràn lan, đòi hỏi dân chủ tăng lên và dân chủ hóa dẫn đến chế độ đương nhiệm sụp đổ. Tác giả lý giải, nguyên nhân một quốc gia lẫn tránh quá trình dân chủ hóa chủ yếu là do thiếu hai yếu tố sự tin tưởng vào khả năng chiến thắng và sự ổn định, cũng như do hiểu sai hoặc không nắm bắt đúng bốn loại tín hiệu quan trọng, tức bầu cử, bất ổn kinh tế và địa chính trị, đặc biệt là mức độ của các tín hiệu này. Ngược lại, những quốc gia thành công trong việc dân chủ hóa đã hội đủ sự tự tin và nắm bắt chính xác bốn loại tín hiệu này. Điều cơ bản nhất là các tín hiệu này đã giúp xua tan hai ảo tưởng, đàn áp là giải pháp toàn diện hoặc dân chủ hóa sẽ là thảm họa cho chế độ hiện tại. Tác giả nhận xét, Việt Nam thì dù đã có các tín hiệu ấy, nhưng có lẽ vẫn đang bị cắt nghĩa sai lệch. Mọi chế độ độc đoán đều có một cửa sổ cơ hội cho dân chủ hóa từ thế mạnh, tại gần đỉnh cao sức mạnh của nó. Nếu ban lãnh đạo tự tin quyết định dân chủ hóa trong cửa sổ cơ hội ấy, họ sẽ thành công. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả cho rằng nếu chần chừ hay cố bám lấy chế độ độc tài, giới lãnh đạo sẽ bỏ lỡ cơ hội khi khả năng dân chủ hóa từ thế mạnh không còn nữa và chỉ có thể dân chủ hóa từ thế yếu sẽ hoàn toàn không tốt cho bản thân họ. Vì lúc đó, họ có thể thất bại thảm hại và bị lịch sử nguyền rủa đồng thời đem lại bất hạnh cho quốc gia, dân tộc. Việt Nam vẫn đang trong cửa sổ cơ hội đó, nhưng không kéo dài mãi, chần chừ là mất cơ hội, ngàn năm có một lần. Tác giả gửi lời nhắn nhủ đến Tổng bí thư Tô Lâm lưu ý ông cần có sự tự tin cần thiết để giành chiến thắng và giữ vững ổn định. Hiện tại của Việt Nam đang hội đủ tất cả các tín hiệu cần thiết và những tín hiệu ấy đều đi theo chiều hướng khả quan. Hy vọng Tô Đại Tướng sẽ không hiểu sai những tín hiệu ấy. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cửa sổ cơ hội cho dân chủ hóa vẫn còn nếu lãnh đạo Việt Nam thật sự muốn phát triển đất nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.